Chào bạn, trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái khái niệm gọi là Canvas hoặc là Artboard, được chưa? Artboard ở trong thực tế thì nó là gì? Ở ngoài đời thì nó là cái khung tranh kiểu này, nó là cái tranh, được chưa? Nó có thể là bằng chất liệu vải hoặc là chất liệu giấy gì đấy. Và kích thước của nó thì là gì? Theo inch hoặc là theo cm hoặc là theo gì đấy tùy. Đại loại là những cái đại lượng đo mà các bạn đã học rồi, được chưa? Ở Mỹ hay là thì người ta dùng inch như thế. Hoặc là nó có chuẩn riêng, tức là gì? Nó có những cái size nhất định, ví dụ như là mình nói đơn giản giấy như kiểu size giấy nó là A4, A3 gì đấy thì nó có các size nhất định. Mình không học về họa nên là mình không biết là nó có những kích thước nào. Muốn tìm hiểu thì có thể tìm hiểu sâu hơn. Ở trong gì? Digital, digital thì với canvas nó là một cái đại loại, nó là một cái khung thôi, được chưa? Một cái khung tranh, nó có kích thước là pixel, được chưa? Các bạn có thể coi một cái ảnh các bạn lưu trong máy tính là nó nằm trên một cái canvas có kích thước là như nào cũng được. Thì khi mà các bạn bắt đầu design UI ấy, design cho một trang web hay là một cái app nào đấy thì các bạn phải chọn cái kích thước của cái canvas của mình trước, được chưa? Thì các phần mềm nó có cách tạo cái canvas khác nhau, nhưng mà mới đầu các bạn khi mà design bất cứ cái gì các bạn đều phải tạo cái này trước. Đấy là cái đầu tiên các bạn phải làm, được chưa? Thì trong cái chuỗi bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng Sketch. Thì mình đã nói từ đầu rồi là tất cả những khái niệm ở đây các bạn có thể áp dụng với bất kỳ công cụ nào, mình không dạy một công cụ nào cụ thể. Hệ điều hành nào các bạn dùng hệ điều hành đấy, công cụ phù hợp với hệ điều hành đấy, hoặc là các công cụ mà bạn thấy thích là được. Do là mình muốn dạy nhanh thì mình dùng Sketch, tại vì mình làm việc với thằng này rất nhiều rồi, mình dạy cho nhanh. Thì để tạo canvas với cả dùng Sketch thì các bạn có thể là dựa vào Insert, rồi vào Artboard ở đây, được chưa? Hoặc là ấn A, rồi các bạn có thể kéo kéo từ góc trên xuống góc dưới, giữ chuột rồi kéo, hoặc là các bạn có thể chọn những cái kích thước. Ví dụ nhá, mình tạo một cái cỡ 300 bao nhiêu, 400 bao nhiêu, có nhìn thấy kích thước nó ghi ở dưới góc dưới bên phải không? Đó, thì mình tạo ra một cái này, được chưa? Đại loại thế, mình có thể zoom. Ở đây mình dùng các để ấn comment trừ, comment cộng để zoom nhá. Đợi tí mình bật cái này lên cho các bạn nhìn này. Các bạn có thể ấn A để tạo một cái artboard mới, được chưa? Còn nếu các bạn không ấn A thì nó là một công cụ select như này. Các bạn ấn A tạo artboard mới thì các bạn có thể ấn vào đây, ví dụ như muốn design cho iPad chẳng hạn, hoặc là gì cho một cái màn hình máy tính thì các bạn có thể ấn vào Apple TV này cũng được, được chưa? Hoặc là gì design cho một cái iPad thì các bạn có thể ấn vào đây, nó tạo ra một cái như này cho các bạn, được chưa? Các bạn có thể đổi tên cái artboard đấy ở bên trái này, kích đúp vào đổi tên. Ví dụ như này các bạn design cho iPad thì các bạn để iPad này cũng được, được chưa? Hoặc tùy vào tên màn hình khác nhau, các bạn có thể thu phóng to thu nhỏ cái kích thước vào như này, và các bạn có thể là gì thay đổi đấy cũng được, tức là nhìn vào cái kích thước của nó. Thường là cái công cụ để chỉnh sửa các thuộc tính trong một cái object nào đấy ở trong cái design của các bạn nó nằm ở cột bên phải, và các cái group thì nó nằm ở bên trái, được chưa? Đấy, thì các bạn có thể bắt đầu design được rồi, và từ bài sau thì mình sẽ hướng dẫn các cái khái niệm liên quan đến design khác. Trong bài này mình chỉ hướng dẫn các bạn như thế thôi, là cách tạo ra một cái canvas như nào và cái kích thước của bạn để chỉnh sửa đây như nào, được chưa? Thì các bạn có thể ngoài ra có thể là gì ấn vào đây để làm cho nó thành gì ngang dọc, tức là đảo chỗ chiều ngang chiều dọc cho nhau, được chưa? Kích thước đây là 1024 x 768 pixel là thế. Ok rồi, chào các bạn.